Ăn sống chim sẻ. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có hai vợ chồng già nọ. Ông lão là một người rất hiền lành, còn vợ ông lại là một người bần tiện và tham lam. Sáng hôm ấy, ông lão định vào thật sâu trong rừng để đốn củi. Ông lão làm ơn cứu tôi. Ôi, chú chim nhỏ đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi, đừng lo lắng, sẽ ổn thôi mà. Hãy về nhà cùng ta nhé. Sao ông lại lãng phí thức ăn cho một con chim cơ chứ? Con chim bé nhỏ này ăn có hết là bao đâu. Tôi sẽ nuôi dưỡng chim sẻ cho đến khi nó khỏe mạnh trở lại. Bà ở nhà nhớ chăm sóc chim sẻ nhé. Nó vẫn còn yếu lắm. Tôi lên núi đốn củi, kiếm thêm chút tiền mua gạo. Tôi biết rồi, ông cứ đi đi. Bà lão ơi, xin bà cho tôi ăn chút gì đi, tôi đói quá. Ta không có ngu ngốc như ông chồng của ta đâu. Tự đi mà kiếm ăn đi, giờ ta phải ra suối giặt đồ đã. Ở nhà không có phá phách gì đó. Mi dám ăn vụng hả? Đồ đáng ghét, ta sẽ trừng phạt mi thích đáng. Bà ơi, chim sẻ đâu rồi? Con vật đó ăn vụng thức ăn của tôi ném nó ra bìa rừng cho bọn thú ăn thịt rồi. Trời ơi, tội nghiệp chú chim nhỏ, sao bà lại? Tôi phải đi tìm nó. Thật là chim sẻ nhỏ ơi, hãy về đi. Ôi, chim nhỏ ơi, xin hãy chỉ cho ta biết chim sẻ đáng thương đang ở đâu. Hướng đó, hướng đó. Chào ông, chúng tôi đợi ông đã lâu rồi. Xin hỏi, các người có thấy chú chim sẻ đáng thương của ta đâu không? Ngày ấy đang chờ ông ở bên trong, ông hãy theo tôi. Ông lão tốt bụng, chào mừng ông đến vương quốc của ta. Chim sẻ đáng thương, hóa ra ngươi là sẻ chúa ở đây ư? Đúng vậy, may mắn là ta đã trở về được vương quốc của ta. Cảm ơn lòng nhân hậu và sự cưu mang mà ông đã dành cho ta. Ông hãy chọn một trong hai cái túi này đi. Ta già rồi, ta chỉ có thể mang được cái túi nhỏ này thôi. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà ông hãy nhớ, không được mở cái túi trước khi trở về nhà đấy. Cái gì thế? Tôi đã đi tìm chim sẻ đáng thương. Thảo nào mà cái túi nặng thế? May mà tôi lấy cái túi nhỏ thôi. Trời ơi! Ngốc ơi là ngốc! Sao ông không lấy cái túi to đi? Tôi sẽ đến đó lấy cái túi về. Chim sẻ nhỏ ơi! Ta muốn đến lấy cái túi to kia. Liệu có thể mang ra cho ta không? Hãy chọn lấy một cái mà bà thích. Đừng có mở cái túi ra trước khi về đến nhà. Ôi, không biết có những gì nữa. Phải mở ra luôn ở đây xem mới được. Háo hức quá đi. Hả? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi với. Của nữ thần Bêlê. Ngày xưa, trên quần đảo Hawaii ngập tràn những vũ điệu hoang dã. Người ta vẫn truyền tai nhau về khu rừng thiêng. Nơi ấy là mái nhà của Hiika, nữ thần của vũ điệu hula vui nhộn, người nắm giữ y thuật huyền bí nhất ở quần đảo Hawaii. Nàng là em gái của nữ thần núi lửa Bêlê. Wow, nữ thần Hiika thật thân thiện và hiền hậu. Chẳng buồn cho chị gái của nàng ấy là nữ thần núi lửa Bêlê. Hừ, tí nổi giận, thả nham thạch trừng phạt ai đó không vừa ý. Shh, nói nhỏ thôi. Bêlê mà nghe thấy là chúng ta nguy to đấy.
Hiika, em gái ta vẫn hay bày tỏ những trò ngu xuẩn này, thật nhảm nhí. Xin chào cô, tên tôi là Lohia, là tộc trưởng của bộ tộc Hanauma. Hôm nay tôi tới đây để đặc biệt cảm ơn nữ thần Hiika xinh đẹp vì đã dạy quần đảo chúng tôi thêm những y thuật chữa bệnh quý hiếm. Hy vọng với tài đức của ngài, bộ tộc Hanauma sẽ luôn thịnh vượng. Ta chưa từng gặp một chàng trai nào khôi ngô, tuấn tú nhường ấy. Nghe nói chàng ta vẫn chưa kết hôn đâu, thưa nữ thần Bele. Cần phải bắt Lohia về đây ngay, ta muốn cử hành hôn lễ với chàng ấy. Bẩm nữ thần, chuyện kết hôn trăm năm này bảo là đi bắt người ta về, liệu có hoang đường lắm không ạ? Vì lệ ta xưa giờ muốn cái gì mà chẳng được. Nếu như chuyện này mà làm không ổn thỏa, chắc chắn sẽ tạo sự phẫn nộ cho Lohia và bộ tộc ạ. Người nói cũng phải, ta cần chọn một người nói năng hòa nhã và có sức ảnh hưởng để thuyết phục Lohia. Dạ thưa nữ thần, liệu còn ai khác ngoài nữ thần Hiika, em gái của người? Lỡ đâu nó quyến rũ mất Lohia của ta thì sao? Nhưng nếu không phải Hiika thì sẽ chẳng phải ai khác có thể làm chuyện này cho ta. Người đâu, theo ta tới cung điện của Hiika. Sau khi tới năn nỉ dọa dẫm Hiika, cuối cùng Bele cũng nhờ được em gái mình đến quần đảo Hanauma. Lohia, tôi có chuyện quan trọng muốn cầu xin chàng. Nữ thần Hiika, chuyện gì khiến nàng đích thân tới đây? Thật thứ lỗi cho tôi, Bele muốn tôi đưa chàng về để kết duyên cùng chị ấy. Trời ơi, làm gì có ai muốn lấy Bele cơ chứ? Nhưng ta và Bele chẳng hề có tình yêu, ta không thể lấy nàng ấy được đâu. Lohia, nếu chàng không cưới Bele, chị ấy đe dọa sẽ cho núi lửa thiêu rụi cả quần đảo Hanauma này đó. Nếu không lấy được Lohia, cả quần đảo và bộ tộc Hanauma sẽ không thoát khỏi cái chết trong biển lửa của ta. Vì không muốn chuyện ấy xảy ra nên tôi mới cầu xin chàng hãy đồng ý đó. Tộc trưởng, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Tương truyền rằng chỉ có người vô tình hái hoa Lohua quanh chân núi lửa của nàng ta cũng sẽ bị nàng ta thiêu chết dưới dòng nham thạch. Trời ơi, xin tộc trưởng ngài cứu lấy chúng tôi. Sinh mạng cả bộ tộc nằm trong tay ngài đó, tộc trưởng Lohia. Thôi được rồi, nàng hãy đợi qua đêm nay, ta thu xếp xong mọi việc để hôm sau đi cùng nàng, tất cả vì bộ tộc của ta. Được, nếu trên đảo có ai cần ta chữa bệnh, ta sẵn lòng giúp đỡ. Có rắn độc! Nguy rồi, con rắn thần ở hốc đá vùng nước cổ của đảo Hanauma. Đây là con rắn thành tinh, cứ 1000 năm lại ngôi lên một lần. Người lại Hiika, con rắn thần này có thể lấy mạng cả nữ thần là nàng đấy. Hiika, ta xin lỗi vì lại hứa với nàng về đám cưới với Bele, nhưng có lẽ ta sẽ không thể trở về cùng nàng được nữa. Nhất định ta không để nàng chết đâu. Lohia, tộc trưởng của chúng ta, chúng ta phải chôn cất ngày ấy tử tế. Ta sẽ hồi sinh Lohia, nhưng quá trình này phải mất rất nhiều ngày tháng. Ngươi hãy đưa Lohia trở về đúng trong vòng 7 ngày. Chàng đã hy sinh tính mạng để cứu ta, ta không thể để chàng ra đi như vậy. Ta đành lỗi hẹn với Bele rồi. Vậy là Hiika dùng hết khả năng y thuật của mình để hồi sinh sự sống cho Lohia. Nhưng quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian nên không thể về kịp hạn 7 ngày mà Bele đã giao hẹn với nàng.
Đã quá thời hạn một tháng, vẫn chưa thấy Hiika trở về. Nhất định nó đã quyến rũ Lohia. Ta sẽ phá tan thành khu rừng của nó. Hỡi các thần dân, nữ thần của các ngươi đã cướp đi người mà ta hằng ao ước được kết duyên. Các ngươi sẽ phải hứng chịu tội lỗi nó đã gây ra. Hả? Hiika, sao cả khu rừng lại hóa đá thế này chứ? Nhất định là Bele đã trả thù ta. Hiika, ngươi đã phản bội ta. Bele, chuyện em trở về sai hẹn là vì em phải làm lễ hồi sinh cho Lohia. Đúng là vậy, nếu không có nàng ấy thì ta cũng không thể quay về đảo này để gặp nữ thần đâu. Ta đã nhìn vào mắt Lohia, rõ ràng chàng có tình cảm với ngươi. Ta sẽ hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của ngươi, em gái ạ. Hiika, Bele, ngàn thấy đủ rồi đấy. Thần biển, tôi sẽ tha thứ cho cánh đường này nếu như Lohia làm lễ cưới với tôi. Lohia, cánh đường vô nguyện, lời nguyện sẽ được hóa giải bằng một đám cưới. Được rồi, giờ chỉ cần cô ta trả lại sự sống cho cánh rừng và chữa trị vết thương cho Hiika. Bele, nàng hãy giữ đúng lời hứa của mình đi. Tại sao khu rừng vẫn im ắng vậy? Chính Bele cũng không hóa giải được lời nguyện hóa đá của cô ta sao? Ta hiểu rồi, Bele, ngươi không thể cưỡng cầu được hạnh phúc đâu. Tình yêu đích thực phải đến từ sự tự nguyện. Một tình yêu cưỡng ép sẽ không thể hóa giải được lời nguyện cho khu rừng. Không thể nào. Người mà ta muốn cưới thực sự không phải là Bele. Người mà ta yêu là Hiika. Bele, dù có cướp được Lôi A về, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của chàng ta. Vậy là nàng Hiika lương thiện đã tìm được tình yêu của mình với chàng tộc trưởng Lohia. Hai người làm lễ cưới trong niềm hân hoan của cả quần đảo Hawaii và sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Ba chiếc lông chim và hoàng tử Úc. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có vị vua sinh được ba hoàng tử. Hai vị hoàng tử đầu có tướng mạo vạm vỡ, khỏe mạnh, còn hoàng tử thứ ba thì ít nói, lại gầy gò ốm yếu, nên thường bị các anh gọi là ngốc. Ê ngốc, hôm nay chúng ta đi săn hoảng rừng đấy, chú có biết con hoảng trông như thế nào không? Săn hoảng sao? Khổ thân, không biết con hoảng nào sẽ phải bỏ mạng đây. Xem tình ngốc kia thương cho con hoảng kìa, đúng là ngốc. Mình phải đi theo xem có ngăn họ làm hại đến bọn hoảng không mới được. Không biết họ đi hướng nào nhỉ? Chuyện gì ở đằng kia ấy? Con cóc thối này tự dưng rơi vào trúng người ta, thật bẩn thỉu, nhơ nhớp. Ném nó vào phiến đá kia cho tan xác đi. Hai anh xin chớ làm vậy. Chắc là chẳng may mà con cóc rơi phải người anh thôi. Xin hãy tha cho nó đi mà. Lại là tên ngốc này nữa, người đến đây làm gì? Xin anh hãy thả con cóc kia đi đã. Nói với hắn thật phí lời. Thật may ta đỡ được mi rồi. Phụ hoàng từng nói với ta, phạt rừng phía đông không có loài hoảng sinh sống. Chắc chắn các anh sẽ chẳng sang được hoảng đâu. Ta có thể yên tâm trở về rồi. Thời gian thấm thoát. Khi vua cha tuổi đã già, sức đã yếu, ông biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, nên quyết định sẽ nhường ngôi lại cho con. Nhưng nghĩ hoài, ông không biết sẽ chọn ai trong ba vị hoàng tử. Hơn ai hết, đức vua hiểu được bản tính của ba vị hoàng tử. Thưa đức vua, người cứ trăn trở như vậy chỉ bằng để cho các hoàng tử cùng nhau so tài. Được, ta sẽ để các hoàng tử so tài cao thấp một phen xem sao. Các con hãy đi tìm cho ta tấm thảm mịn nhất, đẹp nhất về đây. Ai tìm được tấm thảm đẹp nhất sẽ là vua sau khi ta khuất núi. Vâng, thưa phụ hoàng.
nào đưa cho ta. Dạ thưa đức vua, đây là ba chiếc lông chim thần điểu, linh vật huyền thoại của vương quốc ta ạ. Để cho công bằng, giờ ta sẽ tung ba chiếc lông thần điểu này đến đoạt. Chiếc lông màu trắng bay về hướng nào thì hoàng tử cả đi về hướng đó. Tương tự, chiếc màu đen là của hoàng tử Thứ và màu xám là của hoàng tử Úc. Sau khi nhà vua dứt lời, ba chiếc lông chim được tung lên. Và khi rơi xuống, chiếc lông chim màu trắng của hoàng tử cả chỉ về hướng đông, hoàng tử Thứ chỉ về hướng tây, còn chiếc màu xám của hoàng tử Úc thì chỉ lượn vài vòng rồi rơi xuống đất chỉ về phía khu rừng. Chú Úc thôi ở nhà cho yên phận. Ồ, có phải chú cốc nhỏ hôm trước kia không nhỉ? Xin hoàng tử hãy theo tôi. Hả? Trời ơi, mình có nghe lầm không? Một con cốc biết nói ư? Hôm trước ta gặp nạn trong rừng, thật may có hoàng tử cứu giúp kịp thời. Nay ta sẽ giúp hoàng tử thực hiện yêu cầu của đức vua, coi như để báo đáp ơn cứu mạng đó. Mì biết ta đang cần giúp gì ư? Đúng vậy, ta sẽ giúp cậu trở thành vua, vì cậu là người xứng đáng. Xem kìa, có rất nhiều tấm thảm ở đó, cậu có thể chọn một tấm mà cậu thấy đẹp nhất. Nhờ chú cốc giúp đỡ, hoàng tử Úc cuối cùng cũng đã chọn được tấm thảm ưng ý nhất. Và thật không ngờ, đó chính là tấm thảm thần có thể bay được. Hai vị hoàng tử đầu thì cho rằng cậu em Úc khờ khạo chỉ ở cung sẽ chẳng làm nên trò trống gì, nên cả hai đã mang theo rất nhiều vàng bạc đi theo hai hướng đông tây để mua về những tấm thảm đắt tiền nhất. Hai vị hoàng tử đều nghĩ rằng tấm thảm của mình vậy là đẹp nhất. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tấm thảm của hoàng tử Úc thì tất cả đều ngỡ ngàng. Thưa phụ vương, tấm thảm kỳ diệu này có thể bay. Con thiết nghĩ khi phụ vương già yếu hơn sẽ khó khăn lúc đi lại, nên tấm thảm này con muốn dâng tặng người ạ. Tấm thảm bay? Giỏi lắm, đây đúng là tấm thảm vừa đẹp vừa quý nhất. Ta lại còn thấy được tâm lòng thơm thảo của con. Đúng như yêu cầu thì người có tấm thảm đẹp nhất sẽ được kế vị ngai vàng. Không thể được, không thể để thằng ngốc làm vua được. Một tấm thảm thì nói lên điều gì chứ? Quả là con từ nhỏ sức khỏe không được bằng hai anh lớn, tính tình có phần trầm tư, ít nói. Nhưng con có điểm mạnh là thận trọng, làm việc gì cũng rất tâm huyết và kỹ càng. Cứ nhìn vào tấm thảm con mang về, ta càng có thể khẳng định điều đó. Còn hai con thì cũng có điểm yếu là nông nổi, không thật sự hiểu biết cách chu toàn. Được rồi, để cho công bằng nhất, các con hãy nghe thật kỹ yêu cầu cuối cùng của ta. Các con hãy đi chọn cho mình một người để làm vợ. Ai chọn được người xứng đáng nhất làm vợ thì người đó nhất định sẽ là vua tương lai của vương quốc này. Hãy ra cổng thành để ba chiếc lông thần điểu quyết định phương hướng. Ta tin ba chiếc lông chim thần điểu nhất định sẽ có phán quyết đúng đắn. Tiếp tục lần nữa, chiếc lông thần điểu của hoàng tử cả bay về phía đông, hoàng tử Thứ bay về phía tây, còn của hoàng tử Úc chỉ về phía khu rừng. Tôi phải mang được về một người vợ thật tâm đầu ý hợp với tôi. Ái chà, khó đấy nhỉ, một người hợp với người như cậu ơi. Nhưng cũng có thôi. Ta phải làm gì với củ cải này? Cậu hãy nói ra tiêu chí người vợ mà cậu mong muốn, sau đó đặt củ cải này trước một trong số những con cốc kia. Ta cần một người vợ biết cảm thông, chia sẻ với ta những buồn vui cũng như khó khăn trong tương lai, là người hiểu những điều ta trăn trở suy nghĩ và cho ta sức mạnh để vượt qua những thử thách. Nhờ sự báo đáp của con cốc, hoàng tử đã có được người phụ nữ đúng như mình mong muốn. Còn hoàng tử cả, sau khi phi ngựa đi 3 ngày 3 đêm, đã dừng bước khi nghe thấy một giọng hát lạnh lót. Hoàng tử cả đã chọn ngay cô gái vừa xinh đẹp vừa có giọng hát rất hay đó. Còn hoàng tử thứ hai thì say mê cô gái có điệu múa tuyệt đẹp ở ngoài ngôi làng phía tây. Chàng lập tức đưa cô gái ấy về cung làm vợ. Và khi hoàng tử Úc dẫn cô gái của mình trở về, hai hoàng tử lớn là những người ngạc nhiên nhất.
cả hoàng cung ai nấy đều cảm thấy yêu mến vẻ đẹp dịu dàng và đức hạnh của nàng. Kết quả sau 3 lần thử thách đã có, giờ ta muốn nghe lại cách các con thực hiện thử thách đó như thế nào. 3 vị hoàng tử liền kể lại cuộc hành trình sau khi 3 chiếc lông thần điểu được tung lên. Nghe xong câu chuyện, đức vua mỉm cười gật gù, còn 2 hoàng tử lớn thì khăng khăng khẳng định. Thưa phụ vương, đúng là hoàng tử Út gặp may, chẳng qua nhờ sự giúp đỡ của con cốc nên tên ngốc đó mới chiến thắng như vậy thôi. Hai con mới đúng là ngốc nghếch. Hết lần này đến lần khác, các con đều lựa chọn rất qua loa và cảm tính, không có một chút tâm huyết thật sự nào. Không những thế, các con đều là những người không có lòng nhân ái. Còn hoàng tử Út đúng là được thần điểu dẫn đường, tuy có may mắn hơn, nhưng trước mỗi quyết định đều có sự cẩn trọng và tận tâm ở đó. Và chẳng phải vì tấm lòng nhân hậu của mình mà hoàng tử Út mới nhận được sự giúp đỡ hay sao? Quả là ta giao vương quốc này cho con là rất đúng. Sau khi lựa chọn được người kế vị, đức vua không chút chần chừ nhường ngôi báo lại cho hoàng tử Út. Cũng từ đó, vương quốc ngày càng thịnh vượng hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!